Hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc là hệ quả tất yếu của tình trạng tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, trong đó chủ yếu là xe khách. 9 tháng đầu năm, trên toàn tuyến quốc lộ 20 qua tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người và bị thương 11 người, có không ít vụ liên quan tới xe khách vi phạm tốc độ. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, có 338 phương tiện bị rút phù hiệu do có 5 lần vi phạm tốc độ trên 1.000 km. Cá biệt, có nhiều phương tiện vi phạm hàng trăm lần trong một tháng. Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và kéo giảm về số vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu về kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% ở cả 3 tiêu chí. Ông Khuất Việt Hùng cho rằng, hiện nhiều đơn vị kinh doanh vận tải chưa chấp hành nghiêm các yêu cầu và điều kiện kinh doanh như giao phương tiện cho người chưa được khám sức khỏe, ép thời gian giao hàng hoặc tăng chuyến dẫn đến lái xe quá số giờ, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải. Ở góc độ quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nhận định, xảy ra nhiều tai nạn giao thông còn do bất cập về hạ tầng. Thống kê 9 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.765 người và bị thương 5.802 người. Qua triển khai 5 nhóm chuyên đề, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý vi phạm hơn 2,5 triệu trường hợp, phạt tiền hơn 4.800 tỷ đồng, tạm giữ khoảng 780.000 phương tiện, tước hơn 484.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn.